Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách ngâm quả bột giấm các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã ngâm xong. Đây là một thức uống mùa hè giải nhiệt rất tuyệt vời các bạn ạ. Sau đây thì mình xin trình bày cách làm cho các bạn xem nhé. Đây là cái gọi là hoa giấm bột các bạn ạ. Đấy. Mình thì gọi là hoa giấm bột, có nơi thì gọi là hoa bột giấm, nhưng cũng có người lại gọi là atiso, nhưng mà đây là không phải atiso đâu các bạn ạ, đây chỉ là hoa giấm bột thôi. Và cái này thì mình cứ ngâm 1 cân hoa giấm bột thì tương đương với 1 cân đường, hoặc có thể nhiều hơn. Nếu các bạn cứ ngâm như trọng lượng của mình nói thì sẽ không bao giờ bị nổi váng các bạn ạ. Thì đây là hoa giấm bột mình đi mua về. Bởi vì là cái hoa giấm bột này nó có mùa thôi các bạn ạ. Về mùa hanh khô, nghĩa là mùa tầm cuối năm thì mình mới có cái hoa này. Và cái hoa này để ngâm là một nước giải khát cho mùa hè rất là tốt. Nó thực ra nếu không có đường thì nó chỉ có vị hơi chua chua thôi các bạn ạ. Nhưng nó có màu đỏ rất đẹp và giải nhiệt rất là tốt. Đấy thì trước hết là mình cắt cái đít này, và các bạn có thể là rạch cái này ra và sau đó các bạn là tách lấy cái vỏ này. Cái này một số người còn có thể ngâm cả rượu đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn ngâm rượu thì các bạn có thể để cả cái hạt này, các bạn chỉ cần ngâm rửa sạch để ráo nước là các bạn ngâm cả rượu của cả cả hạt. Thế ở đây mình tách ra mình lấy vỏ vì là mình ngâm để lấy nước uống, và khi mình uống thì mình có thể ăn được luôn cả cái vỏ này các bạn ạ. Ăn giòn giòn, và vì mình ngâm đường ấy, nó ngấm đường vào nữa rất ngon các bạn ạ. Đấy các bạn cứ tách lần lượt như thế này để lấy cái vỏ ra và mình kẻ bỏ cái hạt đi. Hoặc là nhiều người tận dụng còn lấy cái hạt này ngâm rượu được đấy các bạn ạ. Rất là tốt. Thì cái hoa này thì trồng nó cũng dễ, cho nên là cái giá thành nó cũng không đắt lắm các bạn ạ. Với lượng như mình mua đây thì mình chỉ mua 15.000 một ký thôi ạ. Đấy thì các bạn ở đây là mình làm 3 kg. Thế sau khi mình đã tách hết cái chỗ lượng mình làm rồi đây, thì bây giờ mình mang đi để mình ngâm nước khoảng 10 phút để cho nó ra những cái đất nó bám vào những cái khe của hoa ấy. Sau đó các bạn lấy tay khỏa khỏa như thế này thì rất là sạch thôi các bạn ạ. Đấy thì các bạn rửa đi rửa lại khoảng 2-3 nước đến khi nào nước nó trong thì là thôi đúng không ạ. Thì sau khi các bạn rửa thì các bạn cho ra một cái rổ nhá. Bạn cho ra một cái rổ để cho nó ráo nước đi. Tức là các bạn phải để thật khô nước thì để các bạn ngâm. Bởi vì là cái này thì là các bạn không phải nấu nướng gì cả. Mình chỉ mất công nhặt cái hoa này một chút thôi. Sau đó mình mua đường về mình đổ vào thôi. Chứ không lích kích như là ngâm sấu các bạn ạ. Đấy mình vớt ra rổ và mình để các bạn nhìn này. Rất là khô ráo rồi đúng không ạ? Đấy thì với cái khô ráo này thì các bạn cho vào và cho đường vào nhá. Chứ các bạn đừng lên là có nước đọng ở trong đấy thì rất dễ bị lên váng. Thì ở đây thì mình sử dụng cái bình nhựa của mình. Bình này là bình 8 lít. Cho nên là các bạn cứ để cái 3 cái cân vỏ hoa này vào. Nếu mà nó có đầy quá thì các bạn cứ đổ đường vào. Sau đó các bạn nó lại ngót xuống thôi mà. Cho nên là nếu mà ngót xuống thì còn 1 phần 3 bình thôi các bạn ạ. Đấy, sau khi mình đã cho vào được đầy bình như này rồi thì bây giờ mình đổ đường vào. Đấy thì mình đổ đường vào thì các bạn đổ 1 cân, không phải nắc các bạn nhé. Tức là các bạn cứ đổ vào cho nó tự nó ngấm đường xuống thôi. Thì là cái đường nó mới tan hết được, chứ các bạn mà nắng xuống, nắng nắc xuống thì nó sẽ nắng xuống đáy thì nó sẽ không tan được hết. Còn nhà mình cho nó nắc đó. Chứ còn thực ra là các bạn cứ đổ đường vào là tự nó ra nước mà nó sẽ ngấm đường xuống. Rất là ngót luôn, lúc mình cho vào thì nó còn đang tươi. Nó cồng cành cho nên là nó đầy thôi ạ. Đấy thì các bạn cứ đổ ở đây thì mình ở đây thì các bạn nó vẫn còn đang đầy nọ thì các bạn cứ đổ 2 cân, còn nếu mà khi nào nó ngót thì các bạn lại đổ thêm đường vào. Các bạn nên nhớ là đổ cái lượng đường này này thì các bạn bao giờ cũng phải cho lượng đường nhiều hơn cái lượng hoa mình mua thì sẽ không bao giờ có váng luôn. Còn tất nhiên là các bạn muốn ăn ít đường ấy thì các bạn chỉ cho bằng thôi, 1 cân nọ 1 cân kia. Thì khi uống là các bạn chỉ cần sử dụng cái nước đó và các bạn pha thêm nước nóng hay nước nguội hoặc là uống đá, đấy là tùy các bạn thích nhá. Đấy thế là mình cứ để như vậy thì khoảng 1 ngày sau thôi, qua 1 đêm thôi các bạn ạ, nó sẽ ngấm hết. Và các bạn để khoảng 1 tuần là các bạn có thể sử dụng được cái nước đấy, rất là tuyệt vời rồi.
Đấy, thế là sản phẩm